về hạ tầng, về sản phẩm, sự khác biệt về kiến trúc và tất cả các công trình mang tính chất biểu tượng tại Phú Quốc. Kính thưa tất cả các bạn, với mây hôm Little City trên cả một cam kết mang đến một dự án đáng mong đợi cho thị trường. Chúng tôi sẽ có gì cho tất cả các bạn và tất cả quý vị khách hàng? Xin mời hãy cùng xem trên màn hình. Một đô thị với quy mô 52,22 hectare, bao gồm 3 phân khu chức năng. Phân khu 1 đó chính là phân khu Little Violet. Phân khu thứ 2 đó chính là phân khu Little Marine. Và phân khu thứ 3 là phân khu Little Tiger. Vâng, chúng tôi đa dạng tất cả các loại hình sản phẩm, từ liền kề đến shop house và biệt thự. Tất cả sẽ là nền tảng kiến tạo nên một cộng đồng cư dân trí thức và văn minh cùng phát triển. Đến nay, chúng tôi tự tin khẳng định với tất cả các bạn 100% tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có tính pháp lý minh bạch, an toàn. Đặc biệt là tất cả các dự án mà chúng tôi triển khai luôn luôn là sở hữu lâu dài. Vâng, từ hưởng vị trí nằm trong 6% quỹ đất được cấp sổ sở hữu lâu dài, Bay Home Little City sẽ là tài sản có tính kế thừa truyền đời cho tất cả cư dân. Hãy cùng nhìn lên màn hình, chúng ta có thể thấy dự án của chúng tôi chính là vị trí cửa ngõ của giao thương, từ hưởng dòng chảy thịnh vượng của các đại lộ đắt giá bậc nhất tại An Thới. Với đại lộ trung tâm An Thới chạy xuyên qua dự án của chúng ta, hay còn gọi là con đường tỷ đô, có lộ giới lên đến 36 mét. Cung đường này chạy xuyên qua tất cả những bất động sản, các khu du lịch nghỉ dưỡng 5 và 6 sao như Pullman, như Intercon, như Regan. Okay.